Uyên Nguyễn mến chào cả nhà. Bước sang năm mới, Uyên Nguyễn chúc cả nhà tràn đầy sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nha cả nhà. Uyên mời cả nhà cùng Uyên ngắm hoa. Hoa của mẹ Uyên trồng, hoa nhà. Đẹp lắm nè cả nhà. Hoa này là có tên là hoa đăng. Một vườn hoa luôn. Năm nào nhà Yên cũng có một vườn hoa vậy đó. Uyên bị mê hoa cả nhà ơi. Hoa nhà chồng chứ ngày nào cũng ra ngắm hết á. Thích ngắm hoa. Ngắm hoa cũng vui mà hết cả nhà. Không có hoa buồn chết. Đẹp quá chừng luôn. Hoa này chỗ cũng lâu tàn lắm cả nhà. Thường thường Nguyên trồng là cỡ lối hai mấy nó mới tàn á. Hoa này dễ trồng nữa, mình không có cần phải lấy giống đâu. Mình trồng như vậy nè, cái mình để cho nó cái hộp này cả nhà. Nó có cái hộp là để cho nó già. Nó già cái nó rụng xuống. Rụng xuống cái năm sau mình xới đất cái nó lên lại ha. Mình không cần phải lấy giống. Cây cao cao này cũng là cây hoa nữa nha cả nhà. Hoa ban. Nhà Nguyên trồng được khoảng 4 năm rồi đó. Mà mới năm nay thấy nó có bông. Bữa hổm thấy nó có bông. Rồi nó rụng ngoài nó có bông mừng quá trời luôn. Nó thấy trồng lâu quá mà không thấy bông nữa. Cũng buồn. Bữa hổm thấy bông, bông nó chỗ bông màu cà đó mẹ. Bông hoa ban của mình bữa hổm chỗ màu cà đúng không? Màu cà. Màu cà hả mẹ? Màu cà cả nhà. Đẹp lắm, cây hoa ban nó cũng đẹp lắm nha cả nhà. Nó chỗ bông ra đẹp lắm. Ở vùng trên Uyên đi Uyên thấy á, cây hoa ban này nè. Chỗ là đầy hoa luôn, đầy cây luôn á. Uyên thấy có màu hồng nữa. Màu hồng, màu cà. Rồi màu hình như có màu trắng nữa. Nhưng mà thường thì Uyên thấy màu hồng với màu cà là nhiều.
hoa nhìn góc nào cũng đẹp hết cả nhà. Bên kia nhìn qua cũng đẹp mà bên đây nhìn lại cũng đẹp. Bởi vì ta nói đẹp chứ hoa. Đẹp như hoa vậy á. Bông hoa mồng gà đẹp quá luôn nè cả nhà. Yên cũng thích hoa mồng gà nữa. Hoa mồng gà mà mình trồng nhiều á, cái trồng nguyên một đám á, nó đỏ rực đẹp lắm. Mấy năm trước mẹ Uyên trồng mồng gà này nè, mẹ trồng một đám luôn, trồng bên phía bên đây nè. Bên đây lúc trước chưa có trái xi măng á, cái mẹ Uyên trồng, trồng thiệt là nhiều vậy đó, nhìn nó mới đẹp. Rồi bây giờ thì trái xi măng rồi thì mẹ chỉ trồng vô cái chậu à. Chậu này mà mình đi mua chắc cũng bộn tiền à, đó, chậu lớn đó nha cả nhà. Mấy bông này, mấy bông súng, chậu súng. Mẹ Quyên bữa hổm mà mua trồng lại nè cả nhà, cho nên nó chưa có bông, nó còn nhỏ. Đây hai chậu bông cúc sơ mít, bữa hổm đi chợ đêm á cả nhà, chợ hoa ban đêm á. Hai chậu này hôm đó mẹ Uyên mua 230, 240 vậy chứ nói với cái Uyên quên này. Hoa giấy này cũng bữa hổm đi chợ đêm á cả nhà, quay phim xong mà cái Nguyên mua ủng hộ cho cái chị bán. Mua tới 6 chậu luôn cả nhà. Rồi cái kêu xe chở về cho mình. Hoa vàng thọ này cũng mua nha cả nhà, hoa giấy này cũng mua luôn, hôm nay mua được 6 chậu. Yêu thích mấy cái bông giấy này nè. Đẹp quá nè cả nhà.
Nhà Uyên trồng bông chứ năm nào cũng đi chợ đêm cái mua bông thêm á cả nhà ơi. bị mê bông á. Cái mình đi mình thấy mình mắc mua à. Hoa này thì hoa móng tay. Mẹ Uyên trồng nhà. Chỉ có mấy cái chậu giấy này nè. Mấy chậu bông giấy. Với ở đằng kia có hai chậu mai nhỏ nhỏ nè. Là mua thôi. Còn bao nhiêu còn lại là mẹ Uyên trồng. Tại mình mua mấy cái mai nhỏ nhỏ để mình dưỡng mình trồng lại á cả nhà. Đây, cái mai nhà Uyên đây. Cái mai này mua hồi năm kia. Uyên với mẹ mua cái mai này hồi lúc mua có 700 mấy à. Mà Uyên với mẹ là thường là lựa cái mai mà cái bông lớn nha cả nhà. Thích cái bông lớn. Mua cái mai nào cũng lựa bông lớn hết á. Nó chỗ bữa nay nó rụng hơi nhiều rồi đó cả nhà. Bữa nay mai nhà Uyên chỗ sớm lắm. Hai mấy Tết cái chỗ rồi. Mình cũng lạc lá giống mấy năm trước rồi mà sao năm nay chỗ sớm rồi. Bông thấy thương lắm nè cả nhà. Chậu này hoa cúc của mẹ Uyên mà cũng tàn rồi nè. Năm nay cây mai trắng của Uyên đâu rồi ta? Không thấy chỗ gì hết á. Năm nay mai chỗ sớm quá, cái giờ này cái vắng mai à. Vắng bông. Nhà Uyên chỗ được 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây. Được 5 cây mai chỗ bông hả cả nhà. Còn mấy cây kia sao không thấy chỗ bông. Dễ thương hết luôn nè. Bông lớn là nó một chùm dễ thương ghê. Cây này cũng được vài bông. Cây này chỗ sớm quá ha bên nè. Rụng hết rồi cả nhà. Cỡ cô Yên nè. Chín đỏ cây luôn.